Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình ăn cá chẽm với cá nâu ớt muối ớt chiên nha các bạn. Mời cả nhà cùng ăn chung với mình nha. Cái chẻ bữa nào mình mua cái chẻ tươi ngon quá trời luôn, nó ngọt thật, mà ít xương ở cái này nó ít lắm, xương bự lắm mà. Bữa nay cái thì mình nấu canh. Bữa nay các bạn ăn cơm với món gì vậy, nếu chưa biết thì à, thì các bạn mua cá và muối với muối hấp á, chiên ngon á. Không thôi các bạn mua muối to á, muối to trong hũ á, các bạn thử, các bạn đổ ra xong rồi các bạn bỏ thêm một chút muối của mình nữa, hoặc là không thì các bạn muối nó hơi nhiều một chút muối tôm rồi các bạn chiên lên nó ngon á, ớt thôi mà mình chiên ngon. Còn hơn quá thôi các bạn có thể là ớt với muối chút bột ngọt, rồi các bạn nên để khoảng 30 phút các bạn chiên. Bữa nay mình ớp muối với ớt thêm chút bột ngọt, mình ớp 30 phút rồi mình mới chiên, mình ớp nó hơi mặn mặn lạt lạt à, chứ không mình không có ớp mặn nhiều, nên mình chấm với nước tương nữa. Còn ớp mặn mấy bạn mình thích không mặn nhiều thì khỏi chấm nước tương, mình ớp đủ mặn luôn rồi mình khỏi chấm. Bữa nay mình đi chợ mình mua cá nâu, mình tính em cá nâu gì kho mà nó nhỏ quá nên mình cũng ướp chung với cá chẽm mình chiên luôn. Cá nâu chiên cũng ngon lắm, cá nâu các bạn có thể chiên ướp muối ớt chiên nè, rồi các bạn ướp muối ớt chiên rồi các bạn kho kho nước mắm, hoặc là các bạn kho với sả ớt cũng ngon nữa, hoặc là cá nâu á các bạn ướp sa tế cho mình các bạn nướng á cuốn với gà là ngon lắm. Mà cá nâu bự đó nha, con này nhỏ quá mình nên chiên luôn, tại vì nhỏ quá chưa thôi mà chiên nó gọn gọn nhai luôn được, chứ nhỏ quá các bạn kho ăn nó thương không à. Mình ăn hết cơm rồi giờ mình ăn nhãn nha, nhãn này ba mình trồng trồng ở nhà luôn, nó không có bút không có phân gì nên trái hơi nhỏ, nhãn ở nhà mình trồng luôn nó không có phân thuốc á, mình ăn mình thấy cái trái nó thịt nó không có được nhiều nhưng mà có điều nó ngọt lắm, nó ngọt ngọt thanh nữa mà thơm lắm luôn á, hôm qua mình bẻ xuống á thơm ngát luôn, thơm mùi nhãn lắm luôn á, thơm hơn là những loại nhãn mà mình mua ngoài chợ á, thơm ít lắm. Mình xin kết thúc video tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha. Tạm biệt, bye bye.